Chào em, hôm nay thầy hướng dẫn môn công nghệ 7 qua bài 33 một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi và bài 34 nhân giống vật nuôi. Ta vào phần 1 khái niệm về chọn giống vật nuôi. Ở đây ta đặt vấn đề để có giống gà ri ngày càng tốt hơn thì người ta làm cách nào? Người ta giữ lại làm giống những con gà trống và gà mái trống lớn để nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khéo. Loại bỏ những con đẻ ít trứng có tỷ lệ trứng ấp nở thấp, nhân dân. Thì đây mục đích là người ta chọn gà trống và gà mái trống lớn để nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khỏe, nuôi con khéo. Như vậy, thế nào là chọn giống vật nuôi? Là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi được và cái giữ lại làm giống, gọi là chọn giống vật nuôi. Muốn đàn vật nuôi có những đặc điểm tốt của giống thì bố mẹ chúng phải như thế nào? Vật nuôi bố mẹ phải là giống tốt. Vậy có mấy phương pháp chọn giống? Ở đây có nhiều phương pháp, nhưng ta chỉ nghiên cứu về hai phương pháp. Đó là phương pháp chọn giống hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất. Ta tìm hiểu chọn phương pháp chọn lọc hàng loạt. Ví dụ, tiêu chí để chọn lợn con làm giống là mình tròn, lưng thẳng, bụng không xệ, mông nở, bốn chân cứng cáp, móng chân gọn, có thể có 10 đến 12 vú, đều và nở. Thì trong một đàn lợn con như thế, nếu những con nào đạt được tiêu chí trên thì được chọn làm giống. Thì đây là chọn lọc hàng loạt. Như vậy, chọn lọc hàng loạt là dựa vào tiêu chuẩn đã định trước, rồi căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để chọn trong đàn những cá thể tốt nhất làm giống. Ta tìm hiểu về phương pháp thứ hai là kiểm tra năng suất. Đọc thông tin sách giáo khoa và phát biểu xem phương pháp kiểm tra năng suất là gì. Thì phương pháp kiểm tra năng suất là các vật nuôi được nuôi trong cùng một điều kiện chuẩn. Chuẩn ở đây có thể là điều kiện về thức ăn, về chuồng trại, về điều kiện môi trường sống, v.v. Trong cùng một thời gian và dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với tiêu chuẩn định trước rồi chọn những con tốt nhất để làm giống. Rồi bây giờ ta tìm hiểu về ưu nhược điểm của hai phương pháp này. Đối phương pháp chọn lọc hàng loạt thì ưu điểm của nó là đơn giản dễ làm, ít tốn thời gian, công sức, không đòi hỏi kỹ thuật cao. Một phương pháp kiểm tra năng suất thì ưu điểm là độ chính xác cao. Nhược điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là độ chính xác không cao, khó kiểm tra đặc điểm di truyền. Nhược điểm phương pháp kiểm tra năng suất đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, nếu số con giống ít khó thực hiện được. Ta sang cái phần ba la mã là nhân giống vật nuôi. Ta tìm hiểu về chọn phối. Một, thế nào là chọn phối? Ta xét hai ví dụ. Ví dụ 1 là chọn phối con đực, con lợn móng cái đực với lợn móng cái cái và ra thế hệ con là móng cái con. Thứ hai là chọn phối gà rót, gà trống rót với gà mái ri cho thế hệ con là gà rót ri. Như vậy chọn phối là gì? Là chọn ghép đôi con đực với con cái cho sản xuất theo mục đích chăn nuôi thì gọi là chọn phối. Chọn phối nhằm mục đích gì? Các anh biết là chọn phối thì nhằm mục đích là phát huy tác dụng của chọn lọc giống. Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối giống có đúng hay không đúng. Rồi, ta nghiên cứu phần 2 là các phương pháp chọn phối. Cũng xét hai ví dụ. Chọn phối lợn móng cái đực với móng cái
cái là một cái thì cho thế hệ con là một cái con. Thì đây là tròn khối cùng giống. Ví dụ 2, tròn khối gà trống rốt với gà mái ri, cho thế hệ con là gà rốt ri. Thì đây là tròn khối, ta thấy rõ là đây là tròn khối khác giống. Vậy có hai phương pháp tròn khối, đó là tròn khối cùng giống và tròn khối khác giống. Ta làm một phiếu học tập. Bây giờ ta tìm hiểu cái tròn khối cùng giống. Khái niệm là tròn khối ghép con đực và con cái trong cùng giống đó. Mục đích là nhân lên một giống tốt. Ví dụ ghép gà trống lơ go với gà mái lơ go. Tròn khối khác giống là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau, tạo được thế hệ con. Thì mục đích của nó là tạo được thế hệ con có nhiều đặc điểm tốt từ bố mẹ. Ví dụ ghép gà trống rốt với gà mái ri. Đó là hai phương pháp tròn khối. Như vậy là tròn khối cùng giống là ghép con đực với con cái trong cùng giống cho thế hệ sau cùng, cho thế hệ sau cùng giống bố mẹ. Tròn khối khác giống là ghép đôi con đực và con cái khác giống, tạo ra thế hệ lai có đặc tính tốt từ bố và mẹ. Ở đây thì em lấy thêm ví dụ trong sách giáo khoa hoặc là thực tế. Rồi, kiến thức bài đến đây là hết. Thì có hai câu hỏi để củng cố bài. Câu số 1, điền từ thích hợp vào chỗ trống. Chọn giống vật nuôi là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn con đực và con cái tốt giữ lại làm giống. Câu 2, muốn giống gà rốt ri vừa có năng suất, vừa có khả năng thích nghi tốt, lại có sức sản xuất cao, người ta phải làm thế nào? Câu A, chọn khối gà trống rốt với gà mái rốt. B, chọn khối gà trống rốt với gà mái ri. C, chọn khối gà trống ri với gà mái ri. Câu D, cả A và C. Ở đây thì người ta chọn câu B, chọn khối gà trống rốt với gà mái ri. Giờ nhà mấy em xem lại phần ghi nhớ của hai bài, học bài và xem trước bài thực hành, nhận biết một số giống gà lợn qua quan sát ngoại hình. Bài sách giáo khoa trang 93, trang 97. Chào các em.